Ở cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 5 năm 2020. Và trên màn hình nhỏ quý vị thì chúng tôi vừa xong một chiếc một bộ bàn thờ. Đây là bộ bàn thờ sen cò chất liệu gỗ mít, làm khách hàng cũng rất gần cơ sở của tôi thôi. Đấy, trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ bàn thờ gỗ mít đây. Bộ bàn thờ này thì có kích thước là 1m97, sâu 97, cao 1m17. Và bàn cơm này là có kích thước là 1m27. Đây, sản phẩm tôi là vừa dựng mộc xong rồi, chúng tôi vẫn quay trực tiếp vào tại xưởng sản xuất chúng tôi đây bên trong này quý vị nhé. Toàn bộ sản phẩm là chất liệu gỗ Mita. Chúng tôi làm theo mẫu là mẫu đục sen cò. Đây. Cổ là có đục gấm chữ vạn. Đấy, sản phẩm còn nguyên mộc, quý vị thấy nguyên mộc gỗ mít. Thì cái riêng cái đặc điểm gỗ mít này, khi chúng ta xem cái sản phẩm mộc thì là cái gỗ nó sẽ không đều như là những gỗ gụ hay là gỗ hương nhập khẩu kia. Rồi đặc điểm gỗ mít thì quý vị có nào am hiểu về gỗ mít thì cũng có thể biết được cái chất liệu gỗ mít nó hay có những cái mắt bọ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm vì cái chất liệu gỗ này nó không cong vênh cũng như là cong ngót hay là mối mọt theo thời gian. Còn phía bên trong quý vị đây chúng còn hai chiếc nữa, còn đang dựng khung mọc lên đây. Hai chiếc đang dựng mọc lên quý vị nhé. Đây, tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất chúng tôi phía bên trong này đây. Và những phần ván đây quý vị này. Đây là anh thợ đang lắp phần mặt quý vị nhé. Anh thợ đang vào khung mặt. Đó. Đây là tổng thể cái phần xưởng sản xuất chúng tôi. Khu phân xưởng sản xuất còn rất nhiều những cái mặt hàng khác bên phía ngoài kia. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại trên màn hình 0987 51086. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng cũng như là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ nội thất, phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ bằng các chất liệu gỗ tự nhiên như là gỗ mít hay gỗ gụ, gỗ gõ đỏ, đa dạng và đầy đủ các chủng loại sản phẩm luôn. Đây là tôi quay lại một lần nữa hình ảnh tổng thể của bộ bàn thờ gỗ mít. Đây, phía bên ngoài đây thì anh em công nhân thợ đang hoàn thiện những sản phẩm khác như là những chiếc sập thờ hay là sập ngồi. Xưởng thì khá là bừa bộn. Đây có một chiếc sập mai điểu gỗ gụ. Thì chiếc sập này chúng tôi để khá lâu rồi, nó cũng xuống màu rồi, nên là khách hàng sử dụng thì yên tâm hoàn toàn về cái độ co ngót của gỗ. Đó, về phần đục chạm thì quý vị thấy được hàng tôi là đục chạm rất là sắc nét. Tôi nổi tiếng với những cái sản phẩm đục chạm sắc nét. Đây, hoàn toàn bằng tay và rất là kênh bong quý vị nhé. Và gỗ chúng tôi thì được chọn lọc và để phơi rất là kỹ, lâu khô rồi. Đây, hoàn toàn xuống màu rồi, nên là khách hàng mà khi mua sắm về sử dụng là hoàn toàn yên tâm về cái độ co ngót cũng như khô của gỗ. Rồi, ok mọi người nhé, và xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video clip khác.